cảm ơn các vị. Phải xin lỗi các bạn khách và đặc biệt các đảng viên mới, chưa giờ trường mình lại có một cái cơ sở chất đẹp như này và cái máy lại như này, để nghỉ khoa để thanh lý luôn cái máy phai như máy mới nhé. Mà trường đầu tư rất là nhiều đấy. Cái này là chi bộ có cái tôi xin chuẩn bị. Trước đây là đúng quá. Ở trước cái phòng này trước đây có một cái bộ âm thanh, nhưng mà khi làm không, nhưng mà thường thì các chi bộ họp thì cũng phải nói là vấn đề là lên hát, buồn quá. Cái đấy bỏ qua thôi, nhưng có lẽ là vì thế mà cái đề nghị thanh máy, cái thằng này máy này là dùng để lắp đọc đấy. Thôi em thay đi. Thưa đồng chí nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Bình, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Thưa đồng chí Trần Vũ Hòa, đảng ủy viên, bí thư chi bộ 1. Thưa các toàn thể các đồng chí trong chi bộ và đặc biệt là các vị khách, là các giảng viên trẻ, là sinh viên của khoa sư phạm kỹ thuật nhạc. Thực hiện cái nghị quyết của đại hội 3 đảng bộ nhà trường về công tác phát triển đảng, đặc biệt là phát triển đảng trong lực lượng sinh viên, với sự cố gắng của tập thể chi bộ, đặc biệt của một số đồng chí đảng viên trực tiếp giảng dạy, hôm nay sau một thời gian giúp đỡ bồi dưỡng sinh viên Hoàng Hương Trà, sinh viên cũ của cao đẳng 3 sư phạm âm nhạc, được vinh dự nhận được quyết định của đảng bộ khối trường đại học cao đẳng để đứng trong hàng ngũ đảng. Hơn nữa, vừa rồi trường cao đẳng của chúng ta vừa mới tổ chức thành công đại hội đoàn thanh đại hội đại biểu đoàn thanh niên nhà trường lần thứ 19. Đây cũng là một như một bó hoa tặng cái ban chấp hành mới của đoàn thanh niên nhà trường. Hôm nay được thực hiện cái quyết định đảng bộ khối và được sự đồng ý của đảng ủy chi bộ 3 long trọng tổ chức lễ kết nạp đồng chí Hoàng Hương Trà. Tiếp theo chương trình, tôi xin đồng chí Trà lên đọc đơn xin vào đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội ngày 8 tháng 9 năm 2011, đơn xin vào đảng, kính gửi chi ủy chi bộ 3, đảng ủy trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Tên tôi là Hoàng Hương Trà, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1990, nơi sinh Hà Nội, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nghề nghiệp, sinh viên, trình độ học vấn cao đẳng, quê quán thuộc xã Phú Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đơn vị công tác khoa sư phạm và lý thuyết âm nhạc trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, chức vụ phó bí thư chi đoàn khoa, vào đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 2005, được chi bộ xét cả tỉnh đảng ngày 3 tháng 3 năm 2011. Qua một thời gian nghiên cứu điều lệ đảng cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục bồi dưỡng của chi bộ và tham gia lớp bồi dưỡng cả tỉnh đảng, tôi đã nhận thức được Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất đảm nhiệm vai trò lịch sử của dân tộc Việt Nam và không một đảng nào khác làm được. Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức, là văn minh. Đảng là ánh sáng của ngọn đức soi đường, chỉ lối và đó không thể là gì khác ngoài ánh sáng của trí tuệ, của sự sáng tạo dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam với nền tảng khối liên minh giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức, lãnh đạo hệ thống chính trị, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, tự lực, tự cường, dân chủ giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, thực hiện thành chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Bác, Đảng ta luôn trung thành với chủ nghĩa Mác, Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Do có nền tảng cơ sở, tư tưởng vững chắc, mục tiêu cách mạng rõ ràng, cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn là một khối vững chắc, không bị chia rẽ về tổ chức, luôn đề cao tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế trong sáng. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần kỷ luật tự giác chính là sức mạnh vô địch của Đảng, là ý thức của tất cả mọi đảng viên. Toàn bộ đường lối của Đảng được soi sáng qua thấm nhuần tư tưởng của Bác: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đảng luôn chăm lo và mở rộng khối đại biểu đoàn kết toàn dân, vun đắp được khối đại đoàn kết toàn dân mãi nở hoa, kết trái.
Sự đoàn kết chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp tinh thần yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, sự nghiệp dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới. Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện đến nay, tôi thấy rằng mình có đủ tiêu chuẩn để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu được đứng trong hàng ngũ những người cộng sản, tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị và đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, phấn đấu hoàn thành tất những nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng, luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ cũng như năng lực công tác và phấn đấu phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, có sự liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời đồng chí Trương Quỳnh Thư, đảng viên giúp đỡ số 1, đọc lời giới thiệu